Rồi, Thánh Nguyên mời chú vào. Rồi, Thánh Nguyên chào chú nha. Rồi, mến chào Thành Nguyên. Dạ. Chúc gia đình Thành Nguyên nhiều sức khỏe. Dạ, vâng, Thánh Nguyên cảm ơn nhiều. Chúc cho cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước cũng dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui. Dạ. Rồi, bây giờ chú cho Thành Nguyên hay nào. Ngày hôm nay mình đến từ đâu hết chú ạ? À? Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, từ Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Vâng, đi qua đây thì gần vì ngày hôm nay thì Thành Nguyên cũng có cái công việc ở đây đó. Thành Nguyên có hẹn mọi người ai ở Sài Gòn hay là những cái vùng lân cận đó thì ghé qua đây cho nó gần. Còn sau ngày hôm nay thì bắt buộc là phải đi về văn phòng công ty của Thành Nguyên ở Cần Thơ. Dạ. Rồi, bây giờ chú giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên nghe nào, họ tên, tuổi cũng như là công việc ạ. Trong tên thì là Lâm Kinh Dương. Lâm Kinh Dương ạ? Vâng. 1955. À, 1955. Vâng. Rồi, công việc của chú Dương hiện tại là có làm gì không? Hiện tại thì kinh doanh quán cà phê. Kinh doanh quán cà phê? À. Từ lúc mà vợ mất nay 13 năm là kinh doanh quán cà phê tới giờ luôn. À, vâng. Cũng ở Sài Gòn này luôn hả chú ha? Sài Gòn. Vợ dạ. Mất, bị bệnh mất nay 13 năm. Dạ, dạ. Ô Thành Nguyên thấy họ tên của chú là chú Lâm Kinh Dương. Mà cái địa chỉ của chú lại là đường Kinh Dương Vương. À, cũng hay hay ha. Dạ. Cái bên đường An Dương Vương nữa. Dạ. Giáp nhau. Vâng vâng. Gần xa cảng. Dạ vâng. Thì Thành Nguyên thấy trong cái bản cam kết mà chú ghi đây thì Thành Nguyên có thấy. Rồi. Cái công việc bán cà phê đó của mình là mình làm tại nhà luôn hả chú ha? Cái nhà mình có nhà riêng nhưng mà thuê. Thuê cái nhà khác để mình bán mười mấy năm rồi. À, dạ. Vậy có ai phụ cho chú không? Hay có, có thuê, có đứa cháu phụ. Ừ. Dạ, rồi cái công việc đó nó mang lại cái thu nhập cho mình như nào chú chia sẻ thì cho cũng ổn định. Thì hồi trước dịch đó thì nó cũng được, mà sau dịch thì cũng ổn định, 6-7 triệu một tháng là kiếm được. Ừ. Cái này đủ sống, dư sống. Trừ chi phí rồi thì cũng như vậy ha. À. Dạ, thì mình cứ hỏi như nó vậy. Cũng, nó cũng vui, đỡ buồn. À, vâng. Chứ bây giờ ngồi không cũng thì chán đó. Đúng không? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Tình đạo hôn nhân của chú là chú nói là vợ mất. Vợ mất bệnh ung thư, mất 13 năm rồi. Dạ. Yeah. Chú có tất cả là mấy người con hết chú? Hai đứa con gái lớn hết rồi, có gia đình, có chồng con ở riêng hết rồi. Tư riêng hết rồi. Rồi bây giờ có ở mình nữa. Ừ. Ở mình một nhà để mà thờ cúng với cái quán mình thuê ngoài. Dạ. Yeah. Trong khoảng mười mấy năm vừa qua thì chú Dương có tìm hiểu thêm ai nữa? Không, không có tìm hiểu, tại vì lúc đó thì cũng buồn. Tại vì lúc nào cũng thương vợ, thương con mà. Ừ. Thì đặt vợ con là hàng đầu, thì lúc đó thì buồn thì lo chăm lúc cháu. Dạ. Con mới lấy cháu ngoại chăm đi học đầy nọ với mình bán quán, trong quán. Dạ. Thứ ra họ cũng không để ý hả mày. Ừ. Chỉ có sau này thôi, sau này mới là mà muốn lập gia đình thôi. Dạ. Con cái cũng hối. Nó nói ba cứ lập gia đình đi, chứ giờ con đâu có ở chung với cha đâu, cha ở con mình, dù có cha có gì sao biết. Vâng vâng. Vậy. Vâng, đúng rồi, bởi vì con cái sau này thì ai cũng tư riêng, rồi gia đình riêng, rồi lâu lâu có về ghé thăm. Đúng rồi, lâu thì có dỗ gì về cúng đốt nhang vậy thôi. Dạ, yeah. Rồi những cái đêm hôm trải gió trời trời thì hay là... Thì không ai biết đâu, có mình. Dạ, yeah. Khổ ha. Dạ. Yeah. Thì mỗi cô chú, anh chị đến chương trình của Thành Nguyên thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nhưng mà lại có một cái điểm chung đó là cái sự cô đơn. Cô đơn, lớn tuổi càng lớn càng cô đơn vậy. Dạ. Yeah. Với lại là cái suy nghĩ của con cái và của cha mẹ đó thì hai cái thế hệ nó có hai cái suy nghĩ nó đối lập nhau hay chú ạ? Đúng rồi, tại vì hồi nhỏ là con mình, lớn cũng như là bạn mình thôi chứ không phải là con nữa. Vâng. Giống như bạn. Chỉ có những cái người bạn đời với mình thì mới chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với mình được thôi. Dạ. Con cái thì thật sự là cũng hơi khó. Rồi thì ngày hôm nay thì chú Dương mong muốn bày tỏ tới ý trung nhân của mình như nào? Mà muốn bày tỏ thì hôm trước có coi của Thành Nguyên là thấy có một hai người coi cũng mến mộ thôi. Vâng. Tức là họ chọn những người khoảng 70 trở lên. Anh có nhớ là có một hai người nó chọn tuổi từ 70 rồi hơn chút cũng được thì mình mến mộ thôi. Tức là mình thấy họ cũng cố gắng, họ phấn đấu, họ thành đạt. Vâng. Thì mình mến mộ thôi chứ không dám bày tỏ. Mình hôm nay lên để bày tỏ ở đây thôi. Dạ. Chứ không dám bày tỏ ta. À, thì ngày hôm nay là chú bày tỏ bản thân. Bày tỏ bản thân thôi. Bản thân ha. Mến mộ là mến mộ nhưng mà vẫn bày tỏ bản thân đây thôi. Dạ, dạ. Ừ. Thế rồi cái ý trung nhân mà chú mong muốn bày tỏ là như nào? Độ tuổi như... Người đó thì theo thì cũng dễ thôi. Người đó thì vấn đề mà nó mà hình dáng đi. Cao thì sang, lùng thì quý phái. Dạ. Còn ốm thì dễ thương, mập thì đẹp. Vậy thôi, cái nào cũng được hết. Cái nào cũng không, được không có chê. Phụ nữ mà. Dạ. Phụ nữ là để yêu thương, không có chê. Dạ vâng. Tức là biết chăm sóc gia đình, biết chia sẻ, buồn vui.
Chứ chung thủy, quan trọng là chung thủy là được rồi. Tại mình cũng là sống theo chung thủy từ xưa giờ. Không có quen ai hết. Thương đó là không thương thôi, thương là thương, thương đến cùng, thương trọn đời. Không có vụ mà lăng nhăng. Không thích lăng nhăng. Còn độ tuổi thì sao chứ ạ? Độ tuổi mình cũng lớn rồi, mình đâu chọn độ tuổi nữa. Tuổi thường thường là lên đây ai cũng dưới mình không. Mình thử ra cái độ tuổi nó quan trọng. Cũng không quan trọng. Không quan trọng, đúng. Với việc làm cũng không quan trọng luôn. Tại vì ví dụ về bên nào cũng được, về bên anh cũng được, mở phụ quán cà phê cũng được, không sao. Ở nhà cũng có sẵn rồi. Còn mình đi cũng được, không sao. Do điều kiện hai bên thuận lợi vậy thôi. Bên nào tốt thì mình sẽ về bên đó. Chú biết đến kênh của Thành Nguyên đã lâu chưa? Lâu lắm rồi, cũng năm mấy hai năm rồi. Với nhà mở kinh doanh quán cà phê là hay mở cho khách coi. Mở cho khách coi, khách cũng tham gia, cũng đăng ký, cũng này nọ có. Vâng. Có hết đó. Khi mà chú Dương đến đây thì các con của chú vẫn có ủng hộ ha. Tại vì nó đâu có chung mình, nó có mình đi cầu động viên cho mình đi cho mừng, nếu mà được còn mừng. Vâng. Được con cái này kia mà hậu thuẫn đó là một cái điều rất là đúng tuyệt vời. Tại vì đâu ở chung mình đâu thì phải hậu thuẫn mình. Vì trên kênh của Thành Nguyên á, thì vẫn có một vài trường hợp là đi mà kiểu con cái không có ủng hộ đó. Để sau này đến khi mà tham gia chương trình của Thành Nguyên rồi, vì cái lý do nào đó rồi nói Thành Nguyên gửi cái clip đó đi thì cái đó là Thành Nguyên không có chịu. Bởi vì là ngay khi lúc đến đây là Thành Nguyên cũng đã có một cái bản cam kết, và trong cái mục thứ hai và cái mục thứ ba là có cái điều khoản đó là không có được yêu cầu của kênh gỡ bài xuống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cho nên là mọi người mà ký vào đó thì đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Nếu không để khi là làm khó với Thành Nguyên thì Thành Nguyên cũng hơi khó xử. Chú chia sẻ thêm cho Thành Nguyên về cái tính cách của chú thêm nè. Tính cách hả? Cách thì rất là dễ thôi. Không hút thuốc. Thuốc hồi đó hút mà bỏ lâu rồi. Không rượu chè. Không cờ bạc. Rồi ghét cái vụ lăng nhăng thì ghét, không có thích. Vậy thôi. Còn có cái điểm yếu tí là cái nào không thích nói thẳng, chứ không ở bụng mà bận. Hãy mít lòng người ta là vậy. Không thích nói. Thẳng tính ha. Chứ còn không có vụ mà gây hồi xưa và không có vụ mà gây gỗ với vợ hay này là không bao giờ. Vâng, phụ nữ là để yêu thương mà. Yêu thương mà phụ không nữ là đấy, đúng rồi. Vâng, thực sự ra thì tính cách của chú Dương cũng rất là hay ở cái chỗ rằng là người phụ nữ đó thì cái khi mà đến chương trình của Thành Nguyên thì đa phần lớn là đều bị tổn thương. Vâng, đa phần các cô đến chương trình của Thành Nguyên là người ta trong quá khứ người ta cũng đau khổ cũng khá là nhiều đó, cũng không vấn đề này thì là vấn đề khác. Nhưng mà cái chia sẻ của chú Dương thì Thành Nguyên nghĩ rằng là khá là đồng cảm với nhiều cô, thì cũng biết đâu đó sau chương trình ngày hôm nay thì chú Dương lại nhận được những cái tình cảm đặc biệt của các cô dành cho chú. Rồi thì những cái tâm tư, những nguyện vọng của chú Lâm Kinh Dương đến từ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh thì Thành Nguyên cũng được ghi nhận đây. Sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho các cô. Để cô nào mà thấy chú Dương mà thấy phù hợp đó thì cứ đến gặp Thành Nguyên thì Thành Nguyên sẽ bắt nhịp cầu đó thôi. Thành Nguyên cũng nói thêm với quý vị trên cộng đồng một vài điều. Thì các cô, các chú, các anh, các chị lên chương trình của Thành Nguyên thì những cái tâm tư, nguyện vọng của mình mà nói trong một khoảng thời gian ngắn, trong lúc ghi hình đó, thì chắc chắn là cũng sẽ không có nói lên được hết những cái tâm tư của mình đâu. Thì sau này cô nào đó mà kết nối thành công thì chú và thêm. Cô đó sẽ trò chuyện, sẽ hiểu thêm ha chú ha. Nhớ đến đâu nói đến đó thôi. Đúng rồi, bởi vì lên đây nhiều khi ngồi cái ghế đó nhìn vậy mà cái ghế đó nó nóng lắm. cũng hồi hộp, cũng lo lắm. Cho nên cũng có cái nhớ, có cái quên, nên là có cái gì đó thiếu sót thì cũng rất là mong quý vị hoan hỷ bỏ qua ha quý vị ha. Rồi, những tâm tư, những nguyện vọng của chú Dương thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận. Thì sau ngày hôm nay việc của chú là cứ chờ thông tin, và sau đó Thành Nguyên sẽ cho chú hay sao ha. Cuối chương trình thì chú Dương có cái điều gì đó muốn nhắn gửi tới cho các cô và cũng như là quý vị đang xem chương trình. Thì nhắn gửi tới những cái cô nào mà có mến mộ mình, có đồng cảm với mình thì cứ mạnh dạng cái đó. Sẵn sàng hết. Mình cũng rất dễ thôi. Cho Thành Nguyên hỏi thêm này. Sau này mà kết nối thành công với các cô thì chú có một cái lời hứa gì đó với các cô cho các cô yên lòng vào chú không? Theo như là lời nói hồi nãy đã nói rồi, tức là thương ai thương hết trọn đời, chứ không có mà lăng nhăng hay là rất là chung thủy. Xưa ở vợ cũng vậy, mà vậy sau này mà có vợ sao cũng vậy thôi. Cũng vậy ha. Cũng vậy thôi. Tại không thích lăng nhăng. Với mình có cái đam mê cờ bạc hay là hút thuốc hay nhậu vậy, không có đam mê. Chỉ có giờ lo kinh doanh thôi, cho đỡ buồn vậy thôi. Với đi từ thiện, với đi du lịch vậy thôi.
Đó, chỉ có vậy thôi. Rồi, thầy Nguyên thấy vậy là các cô thì độ tuổi không quan trọng. Không quan trọng. Rồi công việc, hình công thức việc cũng không quan trọng luôn. Không quan trọng gì luôn. Trời cho sao hưởng vậy đi, duyên nợ nó vậy mà. Trời cho sao hưởng, không muốn, không muốn có không được. Dạ, điều kiện bên nào tốt thì về bên đó ha. Mình cứ nghĩ là trời cho sao hưởng vậy. Quá dễ. Rồi, ok chú, thì tinh thần cứ vậy ha. Để có gì đó là thầy Nguyên sẽ cho chú hay. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì những gì chú Dương chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe, và những gì cần hỏi Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây, và cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên nha quý vị nhé. Nếu quý vị mà thấy chương trình của Thành Nguyên hay và ý nghĩa thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông kế bên để ủng hộ chương trình cho Thành Nguyên ha quý vị ha. Rồi Thành Nguyên cũng chúc cho chú thật là nhiều sức khỏe và thành công, cũng như là sớm được ý trung nhân của mình hồi đáp lại sớm cho chú ha. Rồi, chúc cho cái kênh của Thành Nguyên lúc nào cũng thành công. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú trên đường về và sự bình an nha. Rồi. Dạ.